Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc iPhone 6S bị lỗi sạc. Mình sẽ tiến hành sạc thử. Như các bạn có thể thấy thì điện thoại đã không sạc được, và để sửa lỗi này thì cần thay cụm cộng sạc trên máy.